Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Happy tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hoạt động từ năm 2019 với quy mô 5 phòng hát. Hơn một tháng nay, cơ sở đã tạm ngừng hoạt động do chưa đủ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Xác định tiếp tục kinh doanh lâu dài, chủ cơ sở đã tiến hành cải tạo các phòng hát, thay thế vật liệu trang trí nội thất, cách âm, cách nhiệt, sửa chữa lại hệ thống điện, lắp thiết bị báo khói, báo cháy, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn. Dù là cũng rất là khó khăn và cũng là tốn kém chi phí về thời gian và chi phí về kinh tế nhưng mà cũng nhận thức được là để đảm bảo cho khách hàng an toàn, tuyệt đối an toàn và cũng là cho bản thân cơ sở cũng thật tuyệt đối an toàn thì chúng tôi đã chấp hành là dừng hoạt động và chấp hành là tháo rỡ bóc hết những cái vật liệu mà dễ cháy và thay thế bằng những vật liệu không cháy và khó cháy và những vật liệu đó đều được cái, có cái giấy kiểm định của những viện vật liệu xây dựng để chứng nhận. Bên cạnh các thiết bị phòng cháy chữa cháy thông dụng đã có, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải điều chỉnh cửa phòng hát theo tiêu chuẩn, lắp đặt thêm lối thoát nạn, mua mặt nạ phòng độc đáp ứng quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Chi phí khắc phục mỗi phòng hát diện tích 30 mét vuông khoảng từ 150 đến 200 triệu đồng. Dù chi phí này không nhỏ, nhưng theo các cơ sở, đó là cần thiết để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Các chủ cơ sở karaoke đã nhận thấy những cái tồn tại của mình, cũng đã hiểu được tồn tại của mình và cũng rất là ý thức phối hợp với chỗ công an thành phố để tìm hiểu những cái quy định của pháp luật. Qua đấy thì công an thành phố cũng tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở liên quan đến tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các cơ sở các karaoke. Trong đợt cao điểm kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường cuối năm 2022, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra 54 lượt cơ sở, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt với tổng số tiền phạt trên 243 triệu đồng ra quyết định đình chỉ 11 cơ sở, 26 cơ sở xin dừng hoạt động do không có khả năng khắc phục